Thì để đo đường huyết rất là đơn giản, đo đường huyết và đo mỡ trong máu thì chúng ta chỉ cần cài đặt ngày giờ cho cái máy này là xong. Thường thì khi mua máy về chúng ta đã được cài đặt sẵn. Còn nếu mà chúng ta muốn cài đặt lại ngày giờ hoặc là khi mà chúng ta lấy pin ra, thì đầu tiên á, mình sẽ bấm vào nút phone 3 giây. 1, 2, 3, rồi. Khi mà cái con số chớp chớp này, tức là mình chỉnh tháng trước nè, mình tăng hoặc giảm, mình bấm vào nút phone, nó sẽ nhảy qua là ngày. Rồi tiếp theo là năm. Rồi là giờ ha. Rồi chúng ta chỉnh phút, cộng hoặc trừ nha. Rồi chọn 24 giờ hoặc 12 giờ. Chọn là đơn vị là miligam hoặc là milimol, chúng ta có thể thay đổi. Và khi mà chúng ta đang cài đặt cái đơn vị nào thì tất cả bộ nhớ sẽ tự động chuyển sang cái đơn vị đó của quý anh chị ha. Rồi mình tiếp tục, mình bấm vào thì chúng ta có thể cài đặt thêm về các tính năng, ví dụ giống như là có tiếng bíp hay không, và có cài đặt hẹn giờ báo thức để chúng ta đo hay không, thì chúng ta cứ ok để lướt qua. Nếu không sử dụng tính năng này, chúng ta lướt qua vài cái thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi chương trình cài đặt đó. Bấm vài lần thì nó sẽ thoát ra khi màn hình tắt như vậy, có nghĩa là đã cài đặt ngày giờ xong. Rồi nếu mà như chúng ta đo đường huyết thì chúng ta chỉ cần cắm cái mã code của nó màu xanh dương vào ở phía sau máy ha, có cái mũi tên nè, chúng ta cắm vào đó. Thì sau đó chúng ta bấm mở nguồn, thì ở trên đây chúng ta sẽ kiểm tra, ví dụ giống như 796 chúng ta sẽ tra coi có trùng với cái hũ que hay không. Nếu mà trùng hũ que 796 ở trên đây thì chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rồi nếu mà như chúng ta đo về màu vàng á, là đo mỡ trong máu, chúng ta sẽ cắm mã code vào chúng ta lấy mũi tên cắm vào ha, màu vàng. Rồi chúng ta sẽ xem 517, ví dụ chúng sẽ tra trên cái vỏ hộp là 517 mã code trùng là chúng ta có thể đo mỡ trong máu. Còn nếu mà trường hợp chúng ta đo cholesterol thì chúng ta có một cái cần lưu ý nè. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm cái que màu xanh vào, cái mã code màu xanh ha, cắm vào. Chúng ta thấy 538, ví dụ vậy chúng ta sẽ tra vào cái hũ que, đây là 538 trùng nhau đó. Nhưng mà khi chúng ta cắm cái que của cholesterol vào thì nó sẽ hỏi chúng ta là nam hay nữ, chúng ta chọn cái nam hay nữ. Và cái tiếp theo chúng ta bấm ok thì nó sẽ hỏi là trước hoặc sau bữa ăn, chúng ta chọn cái nữa là có thể đo được bình thường ha. Rồi thì để biết thêm thông tin chi tiết, Hoàng Sơn có từng video hướng dẫn chức năng của từng cái loại này. Cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây.